Xin chào cả nhà nha, nhà mình lại tiếp tục hành trình đi chơi tiếp của ngày hôm nay nữa, chơi cho tới đóng cửa mới về luôn cả nhà ơi. À, bấm ở trong này nước lên trên kia. Đây có một con vịt rất là dễ thương luôn. Chúc mình phải đi lên cái tàu này cho Ina là giờ phải đi chơi cái khác. Tại cái khác mình đã đặt rồi. Tàu này đang vắng người nè, ít người nè. Thì đi, đáng lẽ mình đi cái này luôn, đi tại ít đang ít người nè. Rồi, mình tới chuẩn bị tới khu Atria. Mimi Atria nè. Nè, Atria nè. Đó, cái khu này. Tại vô đây quay vòng vòng hết. Chết. Đó. Đó, 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 thấy chưa? Nó quay vậy. Đó, trời ơi. Trời sắp hàng quá trời mà. Ba ngoài ba giữ vỏ chưa? Ủa tao đi hả? Nó ba ba sợ quá à. Nó. Nó quay vòng vòng muốn chết rồi, kỳ rồi điên lần rồi. Nó. Kệ 5 người chứ thiếu người. Rồi nó quay vòng vòng muốn chết rồi thôi. Đó trời ơi. Đi chưa đứng đây, đi đi. Đang sắp hàng để đi ạc chưa? 40 phút nha cả nhà. Quá trời. Mình Elodie nó đặt chỗ nhưng mà tới trễ 10 phút nó không cho vô, cho nên giờ phải xếp hàng từ đầu giống như người ta. Còn mình đặt chỗ được thì mình khỏi phải xếp hàng. Chỗ trên mạng á, tới trễ có 10 phút không cho vô. Ba Lina sợ không dám đi. Vậy mà Elina còn không sợ nữa. Nè coi nè, nó sắp tới này nè. Nè. Đó, thấy chưa? Đó, Elina đâu có sợ đâu. Đó, thấy chưa? Đó, có đậu ra đó. Ui, giờ nó ăn ra. Ui, vậy mà Elina không sợ miếng nào luôn, thích đó. Thích đó. Còn đòi đi nữa đó, cả nhà. Mà đợi xếp hàng vừa 1 tiếng đồng hồ mới được đi. Ba thì sợ không dám đi. Elina thì phải. Hồi nãy ba không ở trong khúc này quay á, mấy mẹ con á. Rồi giờ bắt đầu mới ra ngoài nè. Đó, cái đó sẽ lạng ra ngoài. Na chuẩn bị đi nữa nè, đi lên nè. Na đi nữa hả? Hết.
qui tire dans les croissants. Là, il a plongé. Regarde, il a plongé. On sait qu'il va sortir. Ok, c'est bon, il est. Ah non, il va sortir. Bà ngoại giáo. Elina. Nina bấm mạnh đó Nina. À, peut-être qu'ils sont finis, c'est ça. À, mấy người này quá là khó mà. Ils sont encore là. Papa, l'autre, je me suis gâté là, ça m'intéresse. Allez, vas-y, vise le canard, Andy. Tu vas aussi loin et puis eux ils vont pas réviser avec toi. Ah celui-là il est plus près, il y a moyen. Il va tomber. Celui-là il y a moyen. Ouais. Allez, pose. Allez, voilà. Oh là là. Bien joué Alex, t'es un champion. Bây giờ ba chị em của Edie với Nina đang sắp hàng để đợi đi cái đu quay này nha cả nhà ơi. Đó, mình sẽ chuẩn bị đi cái đu quay này. Cái này mình không có đi, để cho hai anh với chị nó dẫn nó được rồi. Rồi, tới chị em Emily nha. Lên đây nè. Đó, ba chị em á. Gà dây cho em mấy con. Đi nào, nó dạng 4 tuổi mà chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh, không sợ gì hết trơn. Có nhiều cái ba sợ không dám đi mà Elina đi không sợ luôn. Giống như cái này ba không dám đi. Elina không sợ gì hết. Rồi, đông kiểm tra xong hết rồi đó. Chuẩn bị bài. Rồi. Chuẩn bị nha. Đó, nước phun. Bị bay. Trời, nó cười. Ina nó ngồi nó cười. Nó cười kìa. Anh thấy không? Nó cười kìa. Anh sợ nó không dám đi. Anh cha thì sợ không dám đi, con thì cười. Nó dạng lắm Elina. Đó, mới cười đó, nghe tiếng ba la đó. Thấy không, nó cười quá chừng luôn đó, nó đâu có sợ đâu. Phải đây nít đi từ nhỏ tới lớn nó mới ốc đầu ốc mới được. Ôi, mà còn mình đây mười mấy tuổi mới chuyên lần, trời ơi, đi đầu nó quay vòng vòng rồi đó, xong hết rồi.
nó có máy xịn, nó quay phim luôn kìa, kìa. Thấy không? Nhỏ nó chắc YouTuber nổi tiếng luôn hay gì quá. Máy xịn luôn anh thấy không? Nó cầm nó quay luôn từ trên đó xuống. Giờ mình khách hàng chuẩn bị đi này nha cả nhà. Khách hàng đi tụt ở đó luôn á. Hy vọng lì nào không sợ. Chắc lì nào không sợ đâu. Đi cái mạnh xuống. À, mẹ con nó đi nữa rồi đó. Đó, con nó sắp xuống rồi kìa. Sắp tới rồi. Đó. Rồi, sắp xuống. Rồi, đang tụt xuống nè. Chưa tới nữa. Sắp tới. Rồi đó, mẹ con nó tới rồi đó. Đó ơi. Đó mẹ con nó tới rồi kìa. Đó mẹ con nó tới đó. Rồi mẹ con nó xong. Vô rồi đó. Buổi trưa này sắp hàng kê nhanh. Buổi sáng đông lắm. Đó, giờ đi xuống ướt hết rồi nè. Đó. Đã luôn. Đã không? Là phải ướt hết rồi nè. Đẹp luôn. Nhưng mà vui. Okay. Không sợ miếng nào luôn nè. Thôi giờ đi tiếp. Rồi, bây giờ mình đi tới khu Tây Ban Nha nha cả nhà. Cờ Tây Ban Nha là đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi chơi tiếp hành trình của nhà mình. Hả? Anh ba muốn đi cái này à, cho em đi đó hả? Rồi ok đi. Đi này với em ok. Ướt nhẹp mềm em đang bắt tiếp đó. Bây giờ đang đợi hai đứa lớn nó chơi xong rồi ra mình sẽ đi cái khác nữa nha cả nhà. Ở khu Tây Ban Nha ha. Đây, cờ của Tây Ban Nha. Đó. Chơi không có giáp hết đâu nha cả nhà. Tại vì nó lớn lắm. Nhiều trò mình phải xếp hàng lâu nữa đó. Đó cho nên là mất thời gian. Cái khu Tây Ban Nha nó làm cũng đẹp ha. Nó trang trí á. Hình như em thấy cái khu Tây Ban Nha này ít người sao không anh? Phải không? Như chơi tác ngựa trong đây nè. À đúng rồi. Thôi. Ủa mà đâu có người đâu mà nó quay nè. Thấy có người kìa. Có không? Có. À người ta được vô con đi đó không? Đi hả? Vì phải xếp hàng đằng kia. Con muốn đi không? Đi mẹ dẫn đi. Ừ. Đi nè. Elina. Hai mẹ con đang lên chuẩn bị cái xích đu. Cái xe xích đu nó quay vòng vòng. Phọt luôn, mạnh luôn á. Mạnh luôn, nay có sợ không? Nóng. Nó không sợ. Phọt mạnh luôn, là giỏi quá. GAD. Cucu. Cucu. Hello đi với AD ở trên trước. Hai đứa ngồi trước. Hai mẹ con mình ngồi sau. Ok. Mình ngồi sau nha. Lina. Cheese. Chuẩn bị nha, chuẩn bị chạy rồi đó. Nào, nó chuẩn bị chạy đó. Nó kêu gài dây lại đó. Nó chuẩn bị chạy, ok. Ui, gài lại, gài chưa? Mình gài rồi. Rồi, chạy đó. Chạy nha.
Nó đã không? Dạ đã. Dạ đã. Nó đã không? Dạ đã. Dạ đã. Quay vòng vòng nữa đó. 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 Ngồi đàng hoàng để chiến vô con, để chiến lại. Sắp sửa nha, sắp sửa chạy rồi đó. Đi nè. Bị chạy như thế nào. Ui, mình đang đợi xe lửa nè. Mình lên mình đi xe lửa nha. Đó. Xe lửa tới rồi. Này. Xe lửa mình ngắm cảnh từ trên cao nha. Nha Lina. Nào ơi. Đi xe lửa ngắm cảnh từ trên cao nha. Rồi, nào nó mở cửa mình mới được vô nha. Giờ chị Hai với anh Ba đi chơi chỗ khác rồi, đi chơi mấy cảm giác mạnh rồi. Về nhà mình đi mấy cái nhẹ. Kiếm thì con tao kêu quay. Không thấy sẽ không thấy rõ ở ngoài đúng không? Tại tại cái xe lửa kiếm. Dạ. Rồi, mình lên xe lửa rồi đi ngắm cảnh từ trên không. Đợi mẹ cái nè. Quá trời người ta luôn. Nên mình quay từ trên cao ngay chạm xe lửa cả nhà.
nhiều tiền cái bong bóng. Ôi kìa, nó kìa. Thế nè, chụp hình với mấy con gấu không? Coi kìa, coi kìa. Coi ổng kìa. Thế nào thấy ổng không? Bên đây là công viên, khu bên đó cũng đẹp lắm mà chắc mình không có thời gian đi qua khu bên đó nhiều cả nhà. Ngày xưa có qua rồi, bên những khu vườn bên đó đẹp lắm. Giờ mình chỉ ở vòng vòng đây sơ đây chút xíu thôi. Cả ngày chơi không có giác cả nhà ơi, nguyên ngày từ sáng tới giờ mà chơi không có giác. Còn nhiều thứ muốn chơi nữa nhưng mà 8 giờ người ta đóng cửa, giờ này 7 giờ mình còn chơi được một tiếng nữa. Thôi giờ mình đi đợi kiếm hai nè con, kiếm hai xong mình đi chơi khác nè. Ta bỏ tiền vô. Ta giục tiền vô. Đó. Con có ăn riêng mình hả? Cái xe ngồi mấy người? Hai người à. Ngồi hai người trước, hai người sau. Em nhỏ mình ngồi hết luôn được không sao đó. Nhà mình đi một xe đó. Nó xếp hàng để đi một cái xe này nè cả nhà. Xe đó đó. Xe này nè. Đây nè. Đang xếp hàng đi xe này. Đó. Xếp hàng đi đó đó. Đi đạp ở trên không. Quý nhà mình đi một xe. Wow, có người giục cái tờ tiền 1.000, không biết 1.000 gì vậy ta. Thấy số 1.000. À, có ai giục tiền Việt Nam nữa kìa, 500 đồng. Ủa, 5.000. 5.000 tiền Việt Nam. Thấy tờ tiền Việt Nam không, quay luôn đi. Tiền ô vô gì nhóc luôn nè. Ai muốn bỏ gì vô thì bỏ thôi. 1.000 tiền đó tiền gì ta? Không hiểu ta. Không biết. Chuẩn bị lên cái xe này nè. Đạp ra ngoài nè. Con đi với mẹ. Con đi với mẹ hả? Ok. Vậy thì con ngồi với mẹ hả? Con ngồi với mẹ với ba thì sao? Chị hai anh ba ngồi trước nha. Trước rồi cả nhà ơi. Ba đi trước rồi. Ui. Ba đi trước tại vì cần có một chỗ á, cho nên là đi trước. Ê Lina. Ê đi. Ê lâu đi. Phải đạp hả? Không đạp được không? Nó thích không? Quê. Ba đi tuốt hôm trước rồi quá. Tại nãy ba đi hôm trước, tại vì có rồi nó đi tuốt xe, anh hồi có muốn đi đó không? Nếu còn thời gian mày dẫn đi nha. Tại nãy xe kia nó còn trống chỗ cho nên ba đi luôn. Thì mình hỏi phải đợi, tại xe này có 4 chỗ rồi, nhà mình tới 5 người. Xe này chạy mình luôn à, không có người đi. Mấy cái trò chơi nhỏ nhỏ này là chỉ có con nít như Elina mới đi thôi. Đúng rồi, đi với chị hai. Hả? Không, nó không đạp quá trời. Đó bà đạp quá trời. Đạp chi cho nó nhanh.
mình để từ từ. Hai đứa nó đạp. À, ba ngồi trước mẹ thấy kìa. Mà thấy ba bên kia kìa nè. Kìa ba bên kia. Chơi đã chưa Lina? Này, chơi đã chưa? Lina, chơi đã chưa? Đã. Cái này mình chưa đi nè, thôi mình đi cái này không? Cái này nè, lên trên cao rồi nhảy xuống, xe nó chạy xuống, lên trên cao rồi nó chạy xuống. Ngắm cảnh từ trên cao. Biết còn kịp giờ để chơi được gì không? Nhất này 7 giờ 10 rồi. 8 giờ đóng cửa. Chỗ này khu Tây nha cả nhà. Phong. Chắc hồi muốn lên cái dòng đó, nếu mà không có đợi lâu thì lên cái dòng đó được. Rồi bây giờ mình đang chuẩn bị lên cái tàu này nữa nha. Đó. Nước thì bớt thay lại. Ừ. Thay quay thấy nó sạch phải không? Đi nè. Trời này sướng quá, bên này đi chơi quá trời luôn rồi. Elina ơi. Wow, Elina đi thuyền. Ba nặng vô. Ba nghiêng quá, nước cũng vô luôn. Quá tại nó dễ. Mẹ Elina hồi lái xe này không Elina? Mẹ đi qua. Mẹ ngồi chính giữa đi. Đó, bị quá đó, thì mẹ ngồi. Mẹ ngồi nghiêng, người ba ngồi nghiêng nữa. Em mua em kia sơn nữa. Đi na, một hồi na lái cái đó không đi na? Lái rửa tay gì đi, rửa luôn đi. Rửa luôn. Rửa rồi, rửa tay luôn. Rửa tay luôn cả nhà. Này, rửa tay đi con. Rửa rồi. Ừ. Wow, này cây gì đây? Chắc này chiều đi, đậu. Cái này giống cây đậu không phải? Nghe chim kêu. Cái này nghe chim kêu không? Nhắc này tối rồi người ta về. Bên kia có bèo kìa. Thấy không? Cái đó đó, Việt Nam gọi là bèo á. Kìa. Có một cái hồ bèo luôn ha, mà không biết có cá gì đó không ha. Này cầm, cầm giùm đi. Quên mình. Rồi. Ba kìa. Ở mát lên luôn đi. Đi chơi thì phải đeo mát như này mà. Rồi giờ sắp cuối giờ về. Sắp cuối giờ 7 giờ 15 mà 8 giờ ta đóng cửa đó. Giờ ngày đi tháng 9 tháng 10 là thôi tối thui rồi. Chơi hết được rồi. Giờ đầu tháng 9 còn được. Nhỏ vòng vòng đây nè. Chơi mấy cái vòng vòng đây nữa là tới giờ đóng cửa luôn đó. Bây giờ mấy cái mặn cũng đâu đi được nữa. Hết kịp phải không? Hết kịp. Nè trưa hơn hai chị em đi trước chứ không chờ khỏi đi luôn. Này đi một ngày đi không hết. Này đi ha. Ngày nào cũng hết. Mình đi hoài đó. Lina thứ này ta làm được nhiều quá trời luôn. Nha làm nhiều trò quá trời luôn. Đây Lina. Lina nhìn ba kìa. Lina. Không nhờ Lina. À, Lina đã mắc mà ngắm cái này rồi. Lina mắc mà ngắm cảnh rồi. Á, sập xe đang bay kìa nó thấy không? Mua đồ ăn kia nè mầm mầm ha.
that's good. I need this fast. Giờ đang đi xe lửa nhỏ với Lina. Mà Elina đi trước với chị hai rồi. Cũng chạy cũng xa mình nãy giờ hả đi, mình không thấy nó hay đi. Quay không thấy. Không thấy Lina với chị hai rồi. Ủa Lina xong rồi hả? Lina với chị hai xong trước mẹ với đi. Rồi, tàu cập bến rồi. Chụp hình không con? Chụp hình với nó không? Vô không? Vô, vô công chúa không? Ừ, đi vô, chờ Phi tới xong rồi tới con, vô đi. Vô đi, nói vô đi. Wait, đây là chứ không? Trời ơi kìa. Please. Quá trời luôn. Rồi, kết thúc clip ở đây luôn nha cả nhà ơi. Vậy mua đồ ăn cho Elina ăn nồi đỡ cái đỡ đói rồi sẽ chuẩn bị đi về 8 giờ tối rồi cả nhà ơi. Hả? 8 giờ tối rồi. Quá trời. Bây giờ gì người ta đổ ra kìa, đổ ra để đi về cả nhà. Tiếp luôn người người. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại lúc sau. Xin chào, bye bye, ông ba bạc luôn nha. Hẹn gặp lại năm sau nha. Năm nay là hết đi rồi đó. Năm sau mới đi nữa, một năm đi một lần rồi cả nhà ơi. Vui nha. Ừ, em mua được cái đẩy đẩy đó đó. Mà là có kẹo, trong đó có kẹo, vui rồi đó, khoái rồi đó. Thôi giờ mình đi về nha con. Bye bye, ông ba bạc nha. Ừ, bye. Rồi, bye bye, ông ba bạc thiệt rồi. Ủa thằng đó giờ này mà nó còn chạy nữa ta. Rồi, kết thúc video Okuba Bạc hôm nay nha cả nhà. Bye bye. Xe luôn cả nhà, bây giờ bắt đầu ai cũng đổ ra về hết. Cho nên là giờ bắt đầu gạt xe. Giờ bò cả nhà. Phải ra khỏi khu này xong mới chạy thông thoáng được. Kinh quá trời người. Mình ở tới giờ chót á cho nên là ra đông vậy, chứ nếu mình đi về sớm thì không có bị kẹt nha.